cứ nhủ rằng em không thương Trinidad. Em đo lường Trinidad thôi. Đã sao? Việt Nam phê lập không? Thì rất cần kể. Đi vô ba. Ok, on y va. Anh cứ nhủ rằng em không thương, em đo lường thì rất cặn kẽ. Anh nên em bán với mẹ, phải ngăn anh không đi chuyển đường. Giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương thì thương. Anh sai đường em không chịu nổi, anh ơi anh xin anh đừng giận vội. Trước tiên anh phải tự trách mình, trước tiên anh phải tự trách mình. Anh nhủ rằng em không thương, em đo lường thì rất cặn kẽ. Bởi thương anh nên em bán với mẹ, để ngăn anh không đi chuyển ngược đường. Giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương thì thương. Anh sai đường em không chịu nổi, anh ơi anh xin anh đừng giận vội. Trước tiên anh phải tự trách mình. Cây nhãn. Đây là phép hả con?